Dịp Tết là cái dịp cơ hội Và hãy nhớ cái câu này rất là quan trọng nè Đây là dịp mà chúng ta có thể cho quà Tặng quà với nhau Hoặc là lì xì cho các bé nhỏ à, Thì à, Cơ hội cho mình Để mình có thể cho duyên câu Phật hiệu Thì trước khi quý vị mà đưa Tất cả các quà ra đó Quý vị sẽ nguyện một câu là Nguyện cho ai đó thấy được Nghe được Sờ được Xài được những món quà con trao Thì đều biết đến Phật Pháp Tin sâu nhân quả Phát tâm Niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc Đó là thứ nhất Thứ nhì là Nguyện Phật thọ ký cho tất cả những ai Cầm món quà của con Thấy món quà của con Trao uh, Sờ và xài Nguyện Phật thọ ký cho họ À. cho nên là cho dù họ có quăng họ không xài này kia đi nữa mình cũng lời <laughs> mình cũng lời vì trước khi mình trao cho họ mình đều có lời phát nguyện à. và um, hãy nhớ là vân hay khi mà vân cầm tiền vân cho ai hoặc là vân hay uh, quà hay gì đó là vân hay nói một câu là cha ơi đây là tiền của cha đây là quà của cha, con chỉ là có trách nhiệm trao cho họ thôi, chứ đây không phải là của con, con chỉ có trách nhiệm trao cho họ thôi, cho nên là mong cha thỏ ký cho họ, những ai đó thấy được sờ được, đờ được xài được, mong cha thọ ký cho họ và tâm vân chỉ là là người đang trao quà thôi, chứ không phải là quà này của vân trao, mà là quà này của cha, à và con chỉ có trách nhiệm trao cho họ thôi, chuyện còn lại cha độ cho họ ai đó đủ duyên nhận món quà này cho dù họ không xài cũng không không sao nhưng khi họ nhận được thấy được sờ được thì cha thọ ký cho họ để cho họ tin sâu nhân quả biết đến Phật pháp phát tâm niệm Phật cầu sanh về tây phương cực lạc quốc đó là trách nhiệm bổn phận nhiệm vụ của con là người đi đi trao quà và các vị dịp Tết này mình sẽ nếu mình không có tiền thì mình để ít trong bao lì xì si cũng được tất cả các bao lì xì si đều để có vật hiệu hết không sao hết đây là phương tiện cho nên cha rất là hoan hỷ cho dù họ có quăng có dục ở đâu đó là phương tiện để mình đang giao câu Phật hiệu và thí dụ như các cụ nè các các vị lớn tuổi nè mình sẽ đổi ra rất là nhiều à, không biết là bao nhiêu tiền nhưng mà nhiều tiền lì xì đó xong rồi mình sẽ à, có thể là kêu mấy đứa nhỏ tới và mình sẽ cho nó niệm một vài câu Phật hiệu Với mình Và bắt đầu mình sẽ lì xì cho Cho, cho bọn nhỏ, cho các em nhỏ à. Cho nên là Cơ hội Để các vị mình có thể tạo và gieo Phật hiệu Các vị nhé Hãy nỗ lực trong dịp Tết này các vị nhé Để tất cả mọi người đều được à, Hạt giống Phật Trong chủng tử họ yeah. Để một đời nào đó họ sẽ Đời này hoặc một đời nào đó Họ sẽ gặp Phật Pháp và tiếp tục tu tập để thành Phật trong một kiếp nào đó à, rất là tốt và hãy nhớ là à, dịp Tết là dịp cơ hội cho chúng ta để chúng ta có thể gia duyên câu Phật hiệu cho tất cả mọi người ai đó mà chúng ta muốn đặc biệt là các vị đang gặp khó khăn hơn mình những vị bán giấy số những đứa nhỏ những nói chung là những vị nào mà mà chúng ta có thể tặng quà, à, tuy nhiên là một hộp kẹo cũng được, một bánh hộp bánh mứt cũng được, hay là một cái bao thơ à, có một vài chục ngàn cũng được, à, cũng là một cái gì đó gọi là lọc của họ và à, một cái này nữa nói tới lọc thì người Việt Nam mình rất là tin gì đâu, <laughs> không biết nói là tin cái gì mà nói tới mà đầu năm mà ai chúc mình may mắn thì mình rất là vui đúng không? À thì bây giờ mình trước khi mình tặng quà cho họ mình chỉ hỏi họ một câu thôi. À, là chị hay là em hay là con gì đó là có muốn là gặp may mắn cả năm không gặp may mắn và cả năm muốn phật phù hộ cho mình cả năm không vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau niệm phật nhé để nguyên năm nay chúng ta sẽ gặp mai cả năm ha à, đơn giản vậy thôi <laughs> và ai cũng muốn muốn gì gặp mai cả năm thì họ sẽ sẽ cùng chúng ta niệm Phật để họ có được may mắn cả năm. Đó là điều họ tin. Tuy nhiên là cái tình của ta là Phật sẽ thọ ký cho những ai đó mà cùng ta ta đang giao duyên và cùng ta niệm Phật. Đó là cái nguyện của ta. Các vị nhé. Và hãy cùng nhau hành các vị nhé. A gì Đà Phật.